không biết ca khúc đó. Cho nên là, nhưng mà em phải hát ca khúc đó trong khung cảnh này tại đây để cảm ơn tất cả quý vị. Cho nên là em xin giới thiệu một chút, ca khúc này có liên quan tới một nhân vật đang ngồi dưới đây, đó là bà xã của em. Giới thiệu quý vị, đây là bà xã của em ạ. Vâng ạ. Và kể từ cái ca khúc Sài Gòn Tôi Sẽ và Thành Phố Dị Kỳ mà quý vị nghe đầu chương trình đó, thì có rất là nhiều đơn đặt hàng. Đặt hàng em sáng tác cho các anh chị đó. Nhưng mà em có nói một câu là nhạc của em sáng tác là nó theo cảm xúc mà nó ra. Em không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp. Nếu mà em học một khóa của Steve hoặc là anh Quốc thì có thể là em sáng tác được. Chứ mà em không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, cho nên là bài hát có trước quý vị muốn sử dụng thì em cho Tường Nghi sử dụng. Em không nhận bất cứ một cái lời đặt hàng sáng tác nào cả, cho đến khi bà xã em đặt hàng. Và em từ chối tất cả những lời đề nghị khác, cho dù tiền có cao như thế nào đi nữa em cũng không nhận, bởi vì em không chắc là mình sẽ làm tốt được công việc như bà xã em đặt, em phải làm. Và đây là một ca khúc viết về Đà Lạt, trong dự án của bà xã của em là Đà Lạt Heritage. Và ca khúc này xin dành tặng cho tất cả quý vị ngày hôm nay, bởi vì chắc chắn quý vị ngồi ở đây là quý vị yêu Đà Lạt, có thể quý vị là một người con của Đà Lạt nữa đó. Và trong những năm trở lại đây thì vì kinh tế thị trường cho nên Đà Lạt đâu đó mất đi một chút chân phương vốn có, cho nên đây là một ca khúc để như cái tên gọi là Đà Lạt, di sản Đà Lạt đó, thì chúng ta sẽ gìn giữ những gì vẫn còn, những gì chưa kịp mất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mấy Khi.
để đàn vào đôi tay bình yên biết mấy. Còn bao lần run run hơi thở bay bay, còn bao nhiêu chẳng thành chốn đây. Sẽ còn bao bước chân một mình dốc nghiêng, sẽ còn bao nhiêu nỗi cô đơn an nhiên, sẽ còn chiều hoàng hôn lãng đãng lòng người ta chênh choáng, còn bao nhiêu thơ ngây đôi mắt hồn nhiên. Sẽ còn được mấy khi mình còn thấy nhau, duyên này anh cất mãi để ngày sau ai tiếng thương cho ai. Duyên này anh cất mãi để ngày sau ai tiếng thương cho. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất là nhiều ạ.